Bạn có bao giờ muốn quay lại thời học sinh, cái thời vô lo vô nghĩ, tự do thoải mái, không bị deadline đè hay không phải nghe tiếng gầm ghè của sếp, duy chỉ có lời bố mẹ là vẫn phải nghe. Tuổi học sinh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhân vật chính trong trường học Uy Long thì chê. Vì sao chê mà chê như nào? Thì hãy xem ngay recap của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bộ phim mở ra với cuộc diễn tập giải cứu con tin. Doanh Châu Tinh Tinh, một cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông chỉ huy tác chiến. Ông trời ban cho anh Tinh những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của một cảnh sát cơ động, nhưng lại quên không bỏ vào đó khả năng lãnh đạo. Nhìn động tác thì có vẻ cũng chuyên nghiệp đấy, nhưng nó cũng không giúp cho đồng đội hiểu ý đồ của anh hơn là bao, coi đồng đội như mấy cái bị thịt vô dụng. Một mình anh Tinh xông vào đồn địch, hạ sạch bọn bắt cóc, hoàn thành nhiệm vụ giải cứu trong một nốt nhạc, thậm chí còn được nạn nhân mê tít, nhưng anh thì chê chứ ê thấy rõ. Tuy nhiên yêu cầu của nhiệm vụ không chỉ có thế, điều quan trọng nhất là kỹ năng lãnh đạo, thứ mà anh Tinh đây không có. Chính vì thế mà đồng đội của anh tất cả đều đã phải kéo nhị cho Diêm Vương. Tưởng như con đường tiến thân đã bị đóng lại, thì anh Tinh được cấp trên triệu tập làm một nhiệm vụ tuyệt mật, mà nếu hoàn thành anh sẽ được cân nhắc lên chức tăng lương. Số là có một thằng nhóc học sinh đã ra tay thó khẩu súng của cục trưởng, mà nó lại là đồ gãi ngứa cực kỳ hiệu nghiệm bên cạnh ông suốt 30 năm nay. Nhận thấy cu cậu này khuôn mặt sáng sủa, chiều sủa, tối cũng sủa, nên ông đã quyết định cho anh Tinh trở lại với nắng gió sân trường vui đùa. Mặc cho sự van nài thống thiết từ cấp dưới, trang bị đính kèm cho anh chỉ là cái máy gọi, để khi cần ông cục trưởng sẽ liên lạc. Vài ngày sau, khi anh Tinh đến trường học, người chờ sẵn là một ông chú đầu hói. Liệu đây có phải thầy mười khó, và nơi đây có phải là nhà hát của những giấc mơ không? Vì đây là trường học chứ không phải rạp xiếc. Sau khi xem qua 5 điều Bác Hồ dạy phiên bản bổ sung, thì anh Tinh bị kéo vào một căn phòng nơi thầy chủ nhiệm huấn đạo đang chờ sẵn. Sau một bài hát hay về việc chấp nhận nội quy nhà trường và những lời đe dọa nếu hư sẽ bị vạt và đít nhằm đuổi học, thì anh Tinh được trả về lớp học của mình. Nhưng lớp học ở đây nó lạ lắm. Anh Tinh vì không giỏi đường học hành nên quyết định gia nhập ngành cảnh sát. Nào ngờ giờ nhiệm vụ lại là trở về trốn học đường này. Chẳng khác nào thả hổ vào chuồng, thả chim vô lồng. Đang xuôi theo nỗi lòng của một kẻ bị mất đi tự do, thì từ đâu bay đến một đồ miếng lau chứa đầy CaCO3. Đứa nào tấn công hóa học tao? Chính là cái đứa mấy hôm trước vừa tặng quà 20 tháng 11 xong đấy. Quá cay cú nhưng không thể làm được gì, anh Tinh đành phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận thương đau vì nhiệm vụ trước mắt. Thế nhưng con người ai cũng có giới thiệu, mỗi môn học trôi qua, tấm áo của anh Tinh lại trắng thêm một mảng vì bụi phấn rơi rơi. Tột đỉnh của sự chịu đựng đó là vào tiết hóa, anh Tinh được vinh dự lên hỗ trợ một ông thầy, sở hữu IQ thì cao nhưng mà trí nhớ thì lại thấp. Bình sinh càng những gì ta không có thì lại càng muốn sử dụng. Thí nghiệm này yêu cầu người phải có trí nhớ thật tốt, nếu không thì quá sang chấn với môi trường giáo dục đầy áp lực. Anh Tinh quyết định đóng vai Michael Scofield để thoát khỏi nơi này. Nhưng không bé ơi, bảo vệ với giáo viên không cho đâu. Tưởng chừng cuộc sống đã rơi vào bế tắc, nhưng bỗng chốc nó lại nở hoa. Và kẻ đã tưới nước bón phân bông hoa đó chính là cô giáo Hồ. Nhưng hoa thơm là hoa đã có chậu, đặc biệt cái chậu ấy còn là thanh tra của đội chống xã hội đen. Kèo này nghe chừng khó với anh Tinh. À quên mất, trợ thủ mà cấp trên phái đi hỗ trợ cho anh Tinh là chú Đạt, người sở hữu mấy chục năm kinh nghiệm trong ngành, với bảng vàng thành tích đưa tiễn nhiều đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng nhất. Tới bây giờ đã là 9 người và đang chờ chiếc bài vị tiếp theo. Để tìm kiếm thêm thông tin, chú Đạt tìm đến sếp Dương, một tay cớm chìm lão làng khác. Nhưng cái số của chú Đạt nặng quá, mới chỉ đến tìm thông tin thôi cũng đã đủ để sếp Dương lên bàn thờ. Hãy nhớ khuôn mặt này nhé. Đây là Đại Phi, người sẽ đóng vai trò phản diện chính trong bộ phim này. Trở lại với sự nghiệp học hành của anh Tinh, nhận ra để theo kịp đám trẻ bây giờ, nghe giảng trên lớp thôi là chưa đủ, anh Tinh quyết định về nhà cũng phải tìm hiểu thêm. Với trí tuệ siêu phàm của một cảnh sát trực thuộc Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, thì chỉ cần liếc nhìn một cái, kiến thức chủ động xâm nhập vào bộ não của anh trong phút mốt. Nom đi học lại bây giờ cũng không khó lắm. Phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh Tinh là một suất đứng ngoài hành lang ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Bonus thêm tấm bảng ghi rõ thành tích của bản thân nữa cơ mà. Quách thứ hai không ai dám làm chủ nhật. Tưởng rằng điều này sẽ giúp cho anh Tinh có thêm sự chú ý của cô Hồ, thì đúng là như vậy, nhưng lại chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán. Tình hình học tập dậm chân tại chỗ khiến anh Tinh ngày càng bất lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã cố gắng hết sức, đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nhưng chả hiểu sao học đến đâu kiến thức lại trôi ra đến đấy. Người ta bảo kiến thức là không thể mua được, nhưng mua bài chép thì được. Với đô la là phần thưởng, anh Tinh đã lần đầu làm xong bài tập, chấp mọi thầy cô kiểm tra bài cũ, quyết không ra ngoài hành lang thêm một lần nào nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Được hôm làm bài đầy đủ thì thầy giáo lại cho làm bài kiểm tra. Ai không đủ điểm đứng ngoài sân một tuần. Đúng là số nó đã đen rồi lại còn thâm. Thay vì đổ xúc sắc vào khoanh random để chờ tín hiệu từ vũ trụ, thì anh quyết định lấy luôn tín hiệu từ tổ tư vấn tại chỗ. Và tổ tư vấn ở đây chính là Sở Cảnh sát, với người truyền tin là chú Đạt. Nhờ sự support đỉnh của chóp ấy, anh Tinh đã thành công vượt qua mốc câu hỏi đầu tiên. Tưởng chừng như game là dễ, thì tín hiệu đang ngon thì nhà đài lại bị cắt sóng, do chú Đạt bị gọi đi dọn nhà vệ sinh nữ, mất đi một quyền trợ giúp, mà những câu hỏi càng về sau càng khó. Tuy nhiên, học thầy không tẩy học bạn, mà một khi bạn đang quay cóp mà mình không theo, thì nó cười cho. Nhưng do lần đầu làm chuyện ấy thiếu kinh nghiệm trận mạc, nên chả mấy chốc anh Tinh đã bị thầy giáo bắt được, đưa lên uống trà đàm đạo nhân sinh với thầy quản giáo. Sau một hồi tranh luận xem cần phải làm gì để giúp cho một học sinh đến quay cóp bài còn sai cách, thì các thầy cô quyết định chọn phương án gọi điện cho phụ huynh để làm việc. Nhưng điều không ngờ đến là chú Đạt lại chính là bố của anh Tinh. Khoang dừng khoảng chừng là 2 giây. Một người họ Châu, một người họ Tào thì sao lại là bố con? Cũng may nhờ màn diễn xuất thương cho roi cho vọt,
mới giúp cả hai thoát được một kiếp, chứ không thì chẳng biết phải nói sao. Thời gian cứ thế trôi đi, anh Tinh nhờ sự dạy bảo tận tình của cô giáo, thành tích học tập ngày càng được nâng cao, khiến cho thầy yêu bạn mến, nên cái đồ lau bảng còn nể mặt anh nữa. Thậm chí anh Tinh còn làm gia sư chỉ dạy cho đám bạn bè ngu muội của mình. Biết thế nào là sức mạnh của tri thức. Đúng là thời tới cản không kịp. Bên cạnh sự nổi tiếng về đầu óc thì nắm đấm của anh Tinh cũng được nâng tầm. Sau cuộc đại chiến quá mức ao trình trên sân thượng thì anh Tinh chính thức giành được vị trí ông ngoại của một bang hội trong trường. Thực tế được tạo ra do thanh niên thích bú phêm tạo ra để thu tiền bảo kê. Và như bao cuộc mâu thuẫn khác trong trường học, ở đời không có cái gì đúng cái gì sai, chỉ có mày đánh em tao thì tao đánh cho mày. Cộng thêm việc dám làm ăn mà không được phép của anh Tinh, Đại Phi đã ra mặt nhằm khè thằng danh con một trận. Và hắn cũng chính là kẻ có dính dáng đến phi vụ khẩu súng của ông cục trưởng. Anh Tinh thì chưa đến hạn, nhưng chú Đạt không được may thế. Trong lúc đang đi dạo nhường sân chơi cho đôi bạn trẻ, chú Đạt đã bị trùm bao đánh hội đồng. Cũng may là thằng con báo đời đến kịp thời, trở thành báo đốm hạ toàn bộ mấy thằng côn đồ kia. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi tòi phòi ra. Sau khi chứng kiến những skill võ thuật đỉnh cao của anh Tinh, cộng thêm viên kẹo sinh gum nhãn hiệu Duo và sự diễn không thể nào giả chân hơn của anh Tinh và chú Đạt, cô giáo đã đưa ra kết luận cả hai không phải bố con. Và anh Tinh buộc phải thừa nhận danh tính thực sự của mình. Số đen tiếp tục bám lấy anh Tinh. Đã tỏ tình thất bại, bị sếp mắng rồi lại còn bị cảnh sát bắt vì cái tội bị giang hồ đuổi chém. Đã thế thằng bắt lại là bồ của cô giáo, vốn đã chướng mắt với anh Tinh từ lâu, đang chuẩn bị dạy cho anh Tinh một đạo lý làm người: đừng có chạm vào người yêu thằng khác, nhất là khi nó là công an. Thì cô giáo hổ tìm đến nơi, không để quân mình đánh quân ta. Cô giáo định tiết lộ thân phận thực sự của anh Tinh, anh Tinh ngắt lời cô bằng đường môi, khiến cho gã bạn trai thêm phần cay cú, liên tục cho nắm đấm tiếp xúc trực tiếp vào bụng của anh Tinh. May mà chú Đạt với cục trưởng đến kịp, không thì anh Tinh đi chân lạnh ngắc rồi. Sau khi bị tổng xỉ vả kiêm bạo lực của sếp, hai chú cháu quyết định đột nhập vào kho chứa vũ khí của tên Đại Phi. Nhìn chú Đạt ngáo ngáo vậy thôi, chứ kho hàng của bọn xã hội thâm kia thì chú nằm lòng. Nhưng chưa muốn lên bảng đếm số sớm nên chưa hành động. Nhưng bây giờ deadline đã dí sát đít, có chết cũng phải làm cho thật hoành tá tràng. Sau khi đột nhập vào một chiếc xe thì hai chú cháu phát hiện ra trong đây không chỉ có khẩu súng của ông cục trưởng, mà còn nguyên một kho vũ khí đang chuẩn bị bán cho bọn khủng bố. Chả hiểu đồng đội thế nào. Chú Đạt chưa kịp đặt mông lên xe, anh Tinh đã phóng đi bỏ lại chú bơ vơ cùng mấy tên xã hội thâm. Chú Đạt rơi vào tay bọn Đại Phi, chúng yêu cầu anh Tinh mang trả lại chiếc xe chở vũ khí vừa bị thó mất. Mặc lời đe dọa của ông cục trưởng, anh Tinh vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Sau khi cứu được chú Đạt, anh Tinh cho thẳng mồi lửa vào mấy can xăng ấy, đưa vong ba thằng đang xuất khỏi server ở trái đất. Tiện tay chú Đạt thó luôn cái vali tiền bỏ chạy, mất cả tiền lẫn hàng. Đạt Phi dí hai bố con vào tận bên trong trường học, tưởng như hôm nay sẽ chả có mống nào ở trường nữa. Ai ngờ có một đám học sinh đang chuẩn bị mở tiệc mừng, có bao nhiêu căn phòng để chọn. Chả hiểu sao hai chú cháu này lại nhắm đúng vào cái mê cung cho nó đang làm. Bám phía sau vẫn là đội của Đại Phi. Trước khi truy sát anh Tinh cùng chú Đạt, chúng bắt đám học sinh và giáo viên lại một góc rồi đuổi theo vào mê cung. Sau khi hạ gục tên ở lại canh, đám học trò quyết định cầm thêm vũ khí và vào hỗ trợ cho đại ca. Có thằng còn tậu luôn khẩu súng của tên kia, phòng có gì bất chắc còn sử dụng. Nhưng chưa làm được gì thì cả đám đã bị tóm lại, thậm chí có một đứa bị thương, buộc anh Tinh phải ra mặt giải quyết với chúng. Sau bài phát biểu đầy cảm lạnh với tinh thần chiến đấu, đội anh Tinh cùng hai học sinh trốn thoát được, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Dù đã dẹp khỏi vòng chiến đấu tất cả đám lính và giải cứu thành công tất cả học sinh, nhưng game dễ thế thì còn gì vui nữa. Học theo tinh thần của các nữ chính, cô giáo xinh đẹp tự nộp mình cho Đại Phi và dĩ nhiên trở thành con tin trong tay hắn khi cả hai đối đầu trực diện. Sau màn trao đổi võ mồm thi gan ai bắn trước, anh Tinh đã chấp nhận dừng cuộc chơi tại đây. Mục tiêu của Đại Phi chỉ là vali tiền mà chú Đạt trộm được trước đó. Tưởng chừng như chú Đạt đã thoát ra ngoài, ai ngờ chú trở lại với dáng vẻ ngầu lòi, định hóa vàng cả cái vali tiền luôn. Nhưng chốc lát đã quay ra tấu hài liền, đe đốt tiền nhưng lại không mang đồ đánh lửa. Rồi xong, mém tí nữa là chú Đạt đã giúp cả hội gửi lời chào thân ái tới khán giả coi phim rồi đấy. Những lúc thế này chỉ có trời mới cứu. Cũng may chưa cần đến ông trời gánh thì ông cục trưởng đã xuất hiện, sấy một tràng đưa cả đám xã hội thâm lên bảng đếm số. Tuy nhiên trong một phút mất tập trung, cục trưởng đã để cho Đại Phi thay đổi tình thế. Đúng là trùm cuối thì vẫn cần nhân vật chính ra tay mới được. Sau một loạt những pha xử lý không thừa một động tác nào, anh Tinh cuối cùng cũng tóm được Đại Phi, dạy cho hắn biết tại sao người ta lại gọi mình là cái cẳng kéo giống như là cây kéo. Kết thúc nhiệm vụ, anh Tinh vừa được lên chức, vừa có gấu siêu ngon mang về nhà. Còn sau này có vấn đề gì nữa không thì còn tùy vào lượt view của anh em. Chúng tôi đã đem nó đến với các bạn rồi đây. Phần 2 mở ra với một cuộc giải cứu con tin. Tuy nhiên lần này khác trước, anh Tinh không còn là người trực tiếp tham gia nữa. Vậy anh Tinh đang ở đâu? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở phần 1, anh Tinh trở lại với đội đặc nhiệm Phi Hổ với vai trò là đội trưởng, trực tiếp ra tay uốn nắn lũ lính trẻ. Trong lần tập huấn này, nhiệm vụ của anh là ngồi ăn mì với topping là cuốn sách mát mẻ, đợi có người đến cứu. Sau một loạt đạn sấy cả địch lẫn con tin, đám lính trẻ bị anh Tinh xả cho một trận vuốt mặt không kịp. Cũng may là từ mai anh Tinh sẽ không phải huấn luyện cái đám này nữa, vì sau đó anh sẽ được thăng chức. Trong không khí vui tươi sảng khoái, cuộc sống nở hoa của anh Tinh thì là cuộc đời của chú Đạt lại đi vào bế tắc. Lâu đài tình ái vừa đóng cửa không cho chú vào, chú chuyển từ khu vực friend zone sang người lạ ơi zone. Đang đau buồn vì câu chuyện tình giang dở thì chú Đạt nhận luôn một gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Thủ phạm là một thằng xã hội thâm đang bị hỏi cung ở bàn bên, hết khè công an còn quay sang tay chân miệng với vợ. Đại trượng phu thấy bất bình chẳng tha, lại còn đang buồn cần chỗ xả.
chú Đạt xin tiếp quản tên này để dạy dỗ cho hắn một bài học về cách ứng xử. Nhưng có vẻ việc này hơi quá sức với chú. Ngay cả khi được anh Tinh hỗ trợ thì chú Đạt vẫn là cái bị thịt vô dụng cho tên kia luyện cơ tay. Bỗng bà sếp bước vào, không thể để mất mặt cho phụ nữ, chú Đạt liền kim thiền thoát xác. Chỉ với một cú đấm đã hạ khiến tên kia gục ngã. Với nhan sắc tuyệt đỉnh theo nghĩa tiêu cực, lại thêm hành động manly, biết bảo vệ phụ nữ, chú Đạt đã thành công chiếm lấy một slot trong team bà sếp tổng. Nhờ mỹ nam kế này, chú Đạt đã một bước lên hương, không những được thăng chức mà còn được điều vào tổ trọng án. Còn anh Tinh vì cái thói dám xem thường người khác, miệng nhanh hơn nã mà bây giờ anh Tinh được đưa xuống tổ giao thông. Sự nghiệp đứng đường mồm ngậm còi tay chắp dùi cui của anh Tinh xem chừng quá bất ổn. Anh Tinh được cấp cho con xe, giao diện là xe máy nhưng bộ động cơ lại là căng hải. Hàng ngày công việc chính của anh là lập biên bản giao thông, tấp xe và lề đường, tham gia điều tiết giao thông. Thời oai hùng của tay bắn số 1 phi hổ nay còn đâu. Ra đường bây giờ đẩy xe buýt cũng không nổi, lại còn bị trẻ con nó khinh cho là đồ vô dụng. Sự nghiệp mới nhú của anh Tinh coi như bế tắc tại đây. Trong khi đang làm nhiệm vụ camera chạy bằng cơm, anh Tinh gặp chú Đạt đi ngang qua. Đúng chất người có ô có dù có khác. Chú Đạt thở ra câu nào là cà khịa câu đấy, khiến anh Tinh cay lắm mà cũng chả làm được gì. Chú Đạt qua đây không phải để thăm anh Tinh, mà đang trên đường đi làm nhiệm vụ tập kích hang ổ của bọn khủng bố. Đang rảnh thêm cái tính tò mò, anh Tinh cũng lật đật đi hóng drama. Trong khi cả đội vẫn chưa tìm được cách tiếp cận, vốn tính nhiệt tình pha phần ngu dốt, chú Đạt đã góp sức đánh động cho lũ tội phạm. Sau khi cả cảnh sát ập vào thì bọn khủng bố đã cao chạy xa bay, để lại cái xác của viên cảnh sát nằm vùng làm quà chia tay. Danh tính của bọn này là những kẻ chuyên đi đánh bom các trường học. Tuy chỉ đi hóng hớt cho vui, nhưng anh Tinh lại trở thành vật tế thần, chịu toàn bộ trách nhiệm cho thất bại lần này. Đúng là đã đen còn lắm lông, đã bị đẩy xuống làm giao thông rồi, đi hít tí drama cho nó bổ phổi mà cũng bị phạt. Quá hằn học vì cuộc đời nặng nhọc. Anh Tinh quyết định vào dạy cho ông sếp kia một bài học, nhưng nể chú Đạt rủ đi uống cà phê nên tha cho ổng lần này. Ở đời anh Tinh chả ngán bất cứ ai, chỉ khi gặp phụ huynh người yêu thì mới rén chút thôi. Bây giờ anh Tinh và cô giáo Hồ đã là một cặp. Lần này bố mẹ cô giáo sang thăm để bàn bạc việc cưới hỏi, nhưng như bao cặp đôi khác, vấn đề đầu tiên luôn là tiền đâu. Sau vụ đầu tư cho bộ âm thanh siêu to khổng lồ tại nhà để hát karaoke cho thêm phần sinh động, anh Tinh chả còn lại bao nhiêu tiền. Điều này cũng không làm khó cho cô Hồ, một khi đã mót cưới rồi thì liêm sỉ gì nữa. Thế là cô đưa luôn cuốn sổ tiết kiệm cho anh Tinh, lo phần lễ cưới và chuẩn bị mua nhà. Trong khi anh Tinh đang nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, thì chú Đạt cầm một bộ hồ sơ về vụ án quan trọng sắp tới. Sau một hồi đọc, anh Tinh nhận thấy thời của mình đã tới. Ngay ngày hôm sau, anh Tinh mạnh dạn đến ứng cử với bà sếp kia. Chiếc vụ này mà giao cho chú Đạt là có khi bài vị nhà chú hết chỗ chứa. Ngoài đời thì có thể hèn nhưng đứng trước gái là phải khí khái. Thà chết chứ nhất quyết phải lấy lè với sếp. Chú Đạt tuyên bố giáp ba khủng bố tuổi con dế. Dưới sức ép của bà sếp lại thêm sự khinh thường của bộ chính trị, nên anh Tinh quyết định dẹp mẹ công việc về lấy vợ cho lành. Nhưng khi nhìn lại những chiến tích của mình, anh Tinh lại có phần nghẹn ngào, nghĩ về thủa oai hùng nay còn đâu. Không thể để kẻ khác coi thường mình như vậy được. Anh Tinh quyết định comeback với sự nghiệp nằm vùng theo hình thức tư nhân. Lần này ra đi, anh Tinh cần thêm một vài phụ tá với yêu cầu nhanh lẹ, trí dũng song toàn. Và những kẻ được chọn chính là mấy thằng đàn em cũ trong nhiệm vụ trước. Chắc anh phải tuyệt vọng lắm mới phải nhờ đến tụi này. Ngay cả mấy đứa đó cũng nhận ra mấy lời mị dân của anh Tinh. Vẫn là phong cách chơi cũ, vật chất quyết định hành vi. Anh Tinh đành bỏ tiền ra thuê chúng đi học cùng. Và mục tiêu đã được xác định, đó là trường Adam Smith, nơi hội tụ của lũ con cái của giới chức quyền. Nói là làm. Ngay sau đó anh Tinh đi nhập học cho cả bốn đứa. Với học phí nghe thôi đã làm choáng mình, chưa kể đến tiền sách bút đồng phục phí lọ phí chai. Vậy nên anh đành cho dàn âm thanh kia đội nón ra đi, bonus thêm cả tiền lấy vợ mua nhà nữa. Vụ này mà thất bại thì cuộc đời anh coi như còn cái nịt. Lần đầu tiên đến trường bỡ ngỡ, đến nỗi mãi vẫn chưa tìm ra được lớp học. Cũng may trong lúc cùng quẫn không biết lối nào mà nần, anh Tinh gặp được một cô bé loli đáng yêu. Sau vài đường khua môi múa mép, anh Tinh không chỉ lấy được địa chỉ lớp học mà còn gieo vào trái tim cô nàng này cầu vồng, rồi duyên kiếp đẩy đưa cho hai người này gặp lại trong lớp học. Nhìn cặp mắt này đi, có thấy sự nửng không? Trước đó nhóm anh Tinh cũng gặp đám cảnh sát do bộ chính trị cài vào. Mặc những lời của quân triều đình, anh Tinh vẫn khẳng định mình đến đây là để học, khiến đám lính của bộ chính trị cũng cạn lời để anh Tinh đi. Cũng như bao ngôi trường khác, bất cứ học sinh nào đến trường đều phải gặp chủ nhiệm huấn đạn. Và ngạc nhiên chưa, người đó lại chính là chú Đạt. Dưới con mắt theo dõi của bộ chính trị, chú Đạt buộc phải ra tay với anh Tinh. Để anh biết khó mà lui, biết sức mình có hạn, nên chú gạ kéo anh Tinh để chú đánh. Lát ra chú cho 800 đồng, nhưng làm lố quá thì nó lại ô dề. Chẳng biết như nào mà chú nỡ cho anh Tinh một gậy, sùi bọt mép bất động đậy luôn. Phong độ đi học như đi chơi, nghe giảng cho dễ ngủ, tiếp tục để anh Tinh phát huy. Ngay cả người có quyền lực hơn cả hiệu trưởng như cha xứ cũng bị anh ship hỏa tốc cho một cú đấm. Và cái giá phải trả cho màn chơi ngu lấy tiếng là anh Tinh bị đóng vào cột rồi chạy lên núi. Chú Đạt cũng thừa nước đục thả câu, tranh thủ quất anh Tinh thêm mấy roi. Ra vẻ chẳng được bao lâu, chú Đạt đã được anh Tinh kéo vào nhà vệ sinh tẩm quất cho một trận ra trò, trả hết cả vốn lẫn lời luôn. Trong lúc đang hăng say trả nợ cho chú Đạt, anh Tinh nghe được thông tin nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ lần này là Sandy, cô gái mà đang dụng chứng liên tội trước anh. Thời tới cản không kịp. Nếu bàn về tán gái thì anh thuộc rank thách đấu mẹ rồi. Từ pha đấm xuyên quả bóng rổ, rồi màn khiêu vũ cha 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 trên sân đấu judo,
anh Tinh luôn khiến Sandy xỉu up xỉu down, ngất lên ngất xuống trong hơi men của tình yêu. Trước những động thái tiếp cận Sandy của anh Tinh, bộ chính trị buộc phải nhúng tay và ngăn cản. Nhưng ngăn cản kiểu tạo drama thế này thì thật là bất ổn. Viên cảnh sát kia cũng nói rằng Sandy thực tế không liên quan gì đến vụ án. Nhưng mấy lời nói này ai mà tin được, thả thính đã lâu cuối cùng cũng đến ngày kéo cá. Nhưng ngặt nỗi kè kè bên cạnh cô nàng luôn là bà chị quái dị. Vậy nên anh Tinh quyết định dùng kế dương đông kích tây, lấy một thằng đệ làm vật hiến tế cho cô chị để mình có thể dễ dàng tiếp cận cô em. Sau một hồi chạy như ma rượt để tạo bầu không khí tự nhiên, anh Tinh mượn cớ vô tình gặp mặt để được ngồi bên Sandy. Chưa kịp nói gì thì ai ngờ là Sandy đã lên tiếng tỏ tình, thậm chí còn mời để anh sơi. Hàng họ thế này em còn được mời nữa thì tội gì không ăn cả vỏ. Nhưng anh Tinh khác tôi, lương tâm để đâu, đạo đức để đâu, nên anh đành kìm nén cảm xúc, lấy tay thay miệng đáp trả nụ hôn. Không thể để sắc dục làm mờ con mắt, anh Tinh vào thẳng vấn đề, muốn hỏi Sandy xem có quen ai tên là Michael Chen hay không. Tên này là phần tử khủng bố đang trà trộn vào trong trường học, nhưng cô nàng nói có thể chị cô biết. Trong lúc ấy chị của Sandy đang bận đá lưỡi với thằng đệ, nên anh Tinh đành cắt ngang để hỏi cô chị. Nhân lúc cô chị vẫn còn đang đê sa mê, anh Tinh hỏi luôn về Michael Chen và lấy được thông tin về hắn. Thấy chị mình hôn thôi mà phê quá, Sandy định rủ anh Tinh làm chuyện ấy. Thôi thì vì nhiệm vụ, chi bằng cho em ấy thử một lần để xem em có trầm trồ. Và rồi ma lực của nụ hôn càng khiến cho Sandy mê đắm anh Tinh hơn. Nếu tán gái là một nghệ thuật thì anh Tinh chính là một nghệ sĩ. Còn khi các tác phẩm của môn nghệ thuật ấy gặp nhau thì nó lại là thảm họa. Không biết run rủi thế nào mà cô giáo Hồ cùng gia đình lại đến trường này. Mặc cho đã chuẩn bị từ trước nhưng lưới trời khó thoát. Kẻ tà râm thường có ma đi theo, và con ma đó chính là chú Đạt. Cứ ngỡ sắp chim cút thành công, ai ngờ chú Đạt xuất hiện làm hư cơm hư cháo hết. Tất cả mọi chuyện chú đều tuồn sạch, từ chuyện bị sa thải cho đến lý do cặp với Sandy. Xuất sắc nhất là vụ lấy tiền cưới đi làm nhiệm vụ. Rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đời anh Tinh coi như là bỏ thật rồi. Cứ tưởng sau khi vỡ lở mọi chuyện, Sandy sẽ chủ động rời xa anh. Ai ngờ cô nàng càng bám dịt lấy không buông, nhất quyết muốn biết liệu anh đã từng yêu cô hay không. Thả đau một lần rồi thôi, anh Tinh nói thẳng với Sandy rằng anh chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Phát ngôn này của anh khiến cho mọi người bật mốt xanh lá với anh. Nhưng cuộc đời anh như manh chiếu cũ, trải nhiều rồi nên vô tư. Còn với một tấm chiếu mới như Sandy thì đó là cả một nỗi đau khó tả. Đúng lúc này, chú Đạt kéo anh Tinh lên phòng hiệu trưởng. Từ đâu rơi xuống một bà cô tự nhận là mẹ của anh Tinh, muốn cho anh thôi học. Tất cả đều là vở kịch do bà sếp và chú Đạt giản dựng nhằm đẩy anh Tinh ra khỏi vụ án này. Đang ca bài ca khóc than cực kỳ cảm lạnh, động lòng người về tình mẫu tử của một ca ve già, thì bà sếp vô tình làm rơi khẩu súng cảnh sát, nói là mua súng đồ chơi cho con nó chơi thôi. Nhưng mà đồ chơi nó lạ lắm, thằng con chơi mà bà mẹ tránh như tránh tà, tiếng nó nghe to đầm cứ như là súng thật vậy. Ông hiệu trưởng thì có phần thích thú lắm, xả nguyên một lúc hết sạch đạn. Lúc này thì chú Đạt mới kéo anh Tinh vào góc để tâm sự mỏng. Cuộc đời chú chưa từng có vụ án nào được phụ trách, tất cả những gì chú muốn đều nằm trong tay anh Tinh, vậy nên mong anh hãy rời đi để chú còn có cơ hội thể hiện. Và cuối cùng thì anh Tinh cũng quyết định rời đi, nhưng hào quang nhân vật chính lại không cho phép anh làm điều đó. Một thằng đệ mới thu nạp trong trường đến hỏi thăm anh thì phát hiện ra nó vừa vớ được một quyển sổ vẽ chi tiết bản đồ nhà trường, cảm thấy được đây là cuốn sổ của bọn khủng bố. Anh Tinh liền đưa nó cho chú Đạt, giao lại cho bên bộ chính trị để lập công. Nhưng khi nghe thấy cái tên Châu Tinh Tinh thì chúng chê, thậm chí khi anh Tinh cố sức liên lạc vì trong trường có biến, nhưng đáp lại thì chỉ có số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang. Không trông chờ được gì từ phía bộ chính trị, vì vậy anh Tinh quyết định tự mình ra tay. Anh đi thẳng tới nơi huấn luyện của đội Phi Hổ để xin quân đi cứu người, nhưng vì không có lệnh nên đội trưởng ở đó không đồng ý. Mặc cho những lời ngăn cản, anh vẫn kêu gọi toàn đội ra trận, mọi trách nhiệm anh chấp hết. Vậy cuối cùng ở trường có biến gì mà anh Tinh lại phải vội vàng đến vậy? Bởi lẽ lũ khủng bố đã bắt đầu hành động, chúng mang vào trường những vũ khí hạng nặng, đóng cửa trường học, bắt giữ toàn bộ thầy cô và học sinh, ngăn cách thông tin liên lạc. Người của bộ chính trị đã có sẵn người nhưng cũng đã bị chúng diệt gọn. Nhân lúc hỗn loạn, cô đệ đã liên lạc được với anh Tinh, thông báo về những gì đang xảy ra, nên anh mới kịp thời phản ứng như vậy. Trong trường đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng chỉ có Sandy và anh cảnh sát của bộ chính trị vẫn không hề ai biết, cho đến khi họ bị mấy tên khủng bố tấn công. Đúng là lúc cần chú Đạt có, lúc khó có chú Đạt. Với bộ đen siêu cool ngầu, chú đã không chỉ giải cứu cho hai người kia mà còn cả đám học sinh đang bị lùa ra ngoài theo lối thoát hiểm. Nhưng cái tính kỳ, thích tấu hài của chú thì mãi không đổi. Hết tự tay hủy đường lui đến mang theo chỉ toàn đồ ăn thay vì lựu đạn. Ngay cả khẩu sóc lọ cũng ngán ngẩm. Sóc một cái, sóc đi đường sóc mà súng đi đường súng. Ngay cả khẩu lục bẩn mang theo cũng chẳng bắn được mấy viên. Sách chú đành treo quần lót của mình lên để đầu hàng. Sau khi cứu được đám học sinh mới thoát ra và nắm được tình hình bên trong trường, đội của anh Tinh bắt đầu tiến hành đột nhập. Khác hoàn toàn với xưa, kỹ thuật lãnh đạo của anh Tinh đã được hoàn thiện. Các nhóm đội của anh cứ dần dần tiến vào, và không ít khủng bố đã lên bảng điểm số. Sau khi đội tiên phong lao vào trước,
Một nhóm nhỏ do anh Tinh trực tiếp dẫn đầu tiến vào trường học, giải cứu thêm nhiều học sinh nữa. Bên cạnh đó, cả đội cũng được ưu tiên tìm chú Đạt. Nhưng vấn đề là cả đội ai biết mặt chú Đạt ra sao đâu. Có mà tìm bằng mắt, nhận thấy bọn mình gặp đối khá căng, đầu não của khủng bố quyết định rời ngay lập tức. Trong khi đó, đội của anh Tinh đột nhập vào khu căn cứ của chúng. Một người đồng đội đã bị thương, buộc phải đưa ra ngoài. Anh Tinh từ giờ phải tự thân vận động. Với hào quang nhân vật chính, anh đã đưa tiễn nhiều tên khủng bố về miền cực nhọc, cho đến tên chỉ huy cuối cùng. Và hắn đang nắm trong tay chú Đạt, đang háo hức vì được thằng cháu đến cứu. Ai ngờ nó tỉnh queo như không quên. Chú Đạt thấy buồn gì đâu á. Tên trùm ép anh bỏ hết súng đạn rồi quay ngược lại. Nhân lúc ấy hắn nổ súng giết anh Tinh bằng sự lươn lẹo hơn người của mình. Anh khiến hắn nghĩ rằng mình đã bắt được viên đạn. Ngạc nhiên chưa ông già. Anh Tinh lập tức ra tay cho hắn lên bảng đếm số. Bất chấp bị trúng đạn, anh Tinh vẫn không chịu đi cấp cứu. Thì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để lấy tiếng như này đâu. Vậy là anh Tinh đã thành công tiêu diệt bọn khủng bố. Nhưng tất cả công trạng đều là do sự tin tưởng của chú Đạt mới thành. Theo lời bà sếp, trong lúc cấp trên đang dành lời khen tặng thì một tên khủng bố còn sót lại định rút lựu ra ném. Bà sếp nhanh tay lấy súng bắn hạ hắn, chứ không báo đời như thành viên của bộ chính trị, đẩy sếp ra đỡ đạn. Sau những chiến tích giành được, anh Tinh sẽ được cân nhắc lên làm tổng thanh tra. Liệu rằng anh Tinh có được thăng chức như mong muốn và lấy lại tình cảm của cô Hồ trước lũ ruồi bâu xung quanh hay không? Sau phần 1 đập chậu cướp hoa cô giáo xinh đẹp, sang phần 2 cướp nụ hôn đầu của thiếu nữ mới lớn, thì bước sang phần 3, anh Tinh đã được cấp trên ưu ái ship cho tận giường một người vợ với sở thích say nono với underwear, thích để dâu và đam mê cua gái. Liệu đây có phải là cú có gai trong truyền thuyết? Hà cớ làm sao mà anh Tinh lại phải nằm vùng một lần nữa? Mở đầu bộ phim là một cảnh giường chiếu cực nóng bỏng. Chiếu thì chưa thấy đâu, nhưng cái giường này trắng quá. Sau khi trói tay bằng cà vạt, dù không phải penthouse trên Đà Lạt, nhưng ông anh kia có vẻ đã được phạt. Và hậu quả là mấy cái lỗ thông hơi trên người. Trong lúc này, anh Tinh đang nằm ở viện. Trước là để ý quan sát hành tung của các cô y tá xinh đẹp, sau là bảo vệ anh Tường khỏi bọn truy lùng. Nhiệm vụ nào anh Tinh cũng hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là khoản pressing cô y tá. Bất chấp anh Tường sắp trở thành món thịt băm nhuyễn, đồ long đao hay ỷ thiên kiếm, cứ đối mặt với súng thần trưởng là đều quỳ gối hết. Sau khi kiểm soát được tình hình, anh Tinh nhận được cuộc gọi của sếp Lê, yêu cầu anh vứt mẹ hết việc đấy. Trở lại sở cảnh sát, vụ lần này là một vụ giết người dã man tàn bạo. Ủa nhưng khoan, nạn nhân có phải là con người không mà có cái gì dài ngoằng vậy? Bạn biết không? Tôi cũng không biết. Thôi hiểu theo nghĩa nào cũng được. Chưa biết kỹ năng phá án của anh Tinh đến đâu, nhưng kỹ năng phá hoại khó ai bì kịp. Chỉ với vài phút có mặt tại hiện trường, anh đã góp phần giúp cảnh sát có thêm lý do tống anh đi nằm vùng lần nữa. Bên cạnh phá hoại hiện trường, khuôn mặt của anh Tinh lại giống y xì đúc nạn nhân, chỉ khác cái mụn ruồi. Vậy nên anh Tinh được cơ cấu cho làm chồng của bà Jordy, vợ của nạn nhân, để tìm hiểu thêm manh mối về vụ án. Mặc cho những lời kêu than cầu xin, nhu có cương có, mỹ nam kế đến dọa giết cũng có. Nhưng xét cho cùng, nếu không phải là mình thì cũng không ai có thể gánh vác được cái công việc này. Bên cạnh đó là nể mặt sếp, nhất là khẩu súng của sếp, nên anh Tinh đồng ý làm nốt chuyện này. Nhưng vấn đề chính bây giờ là phải xin phép được cô Mẫn đi làm mới được, đúng như kỳ vọng cô đếch cho. Đồng thời đe dọa, nếu anh Tinh lén phén với ả đàn bà kia, đừng có trách cô cũng ngoại tình, và cái mạng của anh cũng khó hòng mà giữ được. Để đảm bảo cho tương lai, cuộc sống sau này, anh Tinh cứ cưa tạm cái thành giường ra. Nếu lỡ sau này có biến thì còn chạy giữ lấy cái mạng. Để cho chắc cú, cô Mẫn bắt anh Tinh phải viết lời thề, sẽ không sử dụng khẩu súng của mình xả đạn linh tinh. Nếu mỏi tay thì dùng chân viết cũng được. Ai ngờ anh Tinh nghệ cả vườn. Tưởng gì chứ ăn bằng chân anh còn làm được, nói gì. Ngày hôm sau, với giao diện hoàn toàn mới, anh Tinh đã thành công qua mắt được Jordy và được dẫn về nhà. Đúng là bước vào hào môn, gia đình có điều kiện. Anh Tinh vừa mới bước vào cửa đã có một dàn người làm chào đón. Trong đó có một bà tưởng là vú nhưng là giấy vệ sinh. Thằng nhóc nhìn tưởng là con nhưng lại là một sugar săn. Một ông không giống cha thì là bố. Một ông không phải ông thọ nhưng có sữa. Và đặc biệt nhất là người anh em bốn cẳng kêu oang ẳng. Nếu chẳng may đọc sai tên nó, nạn nhân có thể nhận ngay một cú tát ngập răng. Chỉ với một vài dấu hiệu, bà Jordy đã phát hiện ra ông chồng này lạ lắm. Massage thì không ngủ, quên tên thú cưng, đã thế bảo cái tắm luôn. Trong khi trước đây một năm chỉ tắm có 4 lần. Cú sốc văn hóa này khiến bà lâm nghi. Nhưng khi kiến nghị lại sở cảnh sát, chỉ nhận được câu trả lời: tất cả là tại thua độ, nhảy cầu quên mang áo phao nên mất trí nhớ thôi. Cần được gia đình quan tâm uốn nắn dạy bảo thêm. Thấy không mong đợi được gì từ phía cảnh sát, Jordy quyết định sử dụng độc chiêu của nữ nhi phái mỹ nhân kế, hòng buộc anh Tinh phải để lộ cái nách thâm ra. Để phản công, anh Tinh cũng kéo trễ vai, liếm môi suýt rớt cái mụn ruồi. Cả hai la vào nhau cuồng si như thủa mới yêu của cuộc tình mà họ chưa bao giờ có. Nhưng anh Tinh tỉnh ngộ và kịp thả tay. Jordy hóa đức, bị Nhật đá bay về nước. Tết đến xuân về, anh Tinh cùng vợ tổ chức tiệc tại gia, mời bạn bè cố hữu gần xa, bà con lối phố đến chung vui mừng năm mới. Trong số khách mới có một đối tượng nằm trong vùng tình nghi, đó là bạn thân của nạn nhân.
Đại Nhạn aka anh Mắc Dịch. Anh này vốn dĩ luôn nhăm nhe số tài sản của nạn nhân. Hôm nay hắn đến, bên cạnh việc chúc mừng năm mới, còn mời cặp vợ chồng đến chơi quán bar mới khai trương của hắn. Trong tiếng nhạc sập sình, hai vợ chồng xuất hiện với giao diện lạ lắm, đặc biệt là Jordy với cái hình hài không khác gì đàn ông đang muốn thử thú lạ, cạnh tranh gái với chính chồng mình. Cái tên bạn kia thực tế là anh nông dân chăm chỉ, chuyên đi chăn rau xanh. Mới đây hắn đang lếu lều với một cô em bán bông, với giao diện có gì đó quen quen, cặp mắt to, mũi cao, miệng anh đào, cặp phổi to bằng cái bát. Lại thêm cái in tư bị người yêu cảnh sát bỏ rơi, mà trong khi đó cô Mẫn mới thôi dậy về nhà quản lý cửa hàng hoa. Anh Tinh bụng ngứa ngứa cái đầu, có khi nào sừng đang dần nhú lên hay không? Trong không gian thật tiên lãng, không có thuốc lào Nghệ An, nhưng anh Tinh vẫn nhìn lộn cô Mẫn, thậm chí là còn mò vào cả nhà vệ sinh nữ để kiểm tra. Trong khi đó cô Mẫn thật đang cuống quýt xoắn xuýt nhảy điệu sexy dance cùng Jordy. Anh Tinh hóa Eric vì anh đang ghen mà chen ngang hai người. Lúc này một nhân vật mới xuất hiện, cô ta là Văn Tịnh aka trợ lý của Jordy. Hãy nhớ khuôn mặt này, bên cạnh việc sinh ra thì cô ả còn đóng vai trò quan trọng ở trong đoạn cuối phim, mà tôi không nói là phản diện đâu. Thì ra trong suốt thời gian qua, Jordy và chồng vốn đã không ngủ cùng nhau từ lâu. Để làm ấm lại tình cảm đã nguội lạnh, Jordy đã bắt anh Tinh đóng lại những kỷ niệm năm xưa, cái thời đôi chim di díu dít tình yêu tuổi hồng, bị phụ huynh cấm cản, tán nhau trong khi đang mặc áo trùm cuối có link ở dưới phần mô tả và bình luận. Nhìn hoàn cảnh của Jordy như vậy, anh Tinh cũng có chút ít chạnh lòng. Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất lúc này là có thực mình đã thành Như Ma Vương không? Giữa đêm khuya, anh mò đến cửa tiệm hoa của người yêu để kiểm tra camera thì phát hiện ra đúng có thằng đang mon men người yêu. Dấu hiệu nhận biết là cái vớ hình bông. Và từ đó đi đâu, mọi đối tượng đi kiểu tất này đều nằm trong vòng radar của anh Tinh. Mùa xuân hoa nở là thời cơ tốt nhất để kiếm tiền qua đường cờ bạc. Anh Tinh phải chơi phé với mấy thằng bạn của nạn nhân, trong đó có thằng cu đối tượng tình nghi, để giúp sức cho mình. Anh Tinh triệu tập thêm anh Tường aka vua phé tự xưng đến để giúp sức cho mình. Đúng là sàn đấu của các đại ca, toàn mấy ông vác cả vali tiền lên chiến. Còn anh Tinh chỉ có ít tiền lì xì Tết, cơ cấu được từ bà vợ, đặt ván đầu cái đã hết sạch. Cờ bạc người không chơi không bao giờ thắng, mà muốn thắng thì lại phải vay thêm tiền. Anh Tinh chạy sang bàn bên xin tiền bà vợ để tiếp tục đỏ đen, nhưng cái anh nhận được là no. Đã thế còn báo bà vợ đánh một con thua không kinh ngạc. Trước tình hình đó, anh Tinh đành chạy về sở cảnh sát gọi vốn và thu được mấy triệu để tiếp tục cuộc đầu tư khó sinh lời này. Số tiền vừa kêu gọi được nhanh chóng đội nón ra đi, nhờ có màn bóp của đồng đội bên cạnh. Cảm ơn đồng đội. Anh Tinh đành phải quay lại vòng gọi vốn số 2, nhưng thông báo tin buồn, sếp Lê đã dốc toàn bộ tiền đưa cho anh Tinh rồi. Giờ sở chỉ còn lại cái nịt. Đương lúc sếp Lê đang bận xử lý hai tên bịp, giám sực của ông mất 20 đồng. Danh tính thực của hai gã này lại là những tay chơi bài có số có má tại Hồng Kông. Sau màn check nhân phẩm kỹ năng, anh Tinh học hết tinh hoa cờ bạc bịp của hai người họ, tự tin trở lại sòng bạc. Quả nhiên có công tài xỉu có ngày thành công. Anh Tinh đánh cho tên kia toát mồ hôi phao câu, sợ đến độ có mắt như mù, có tai như điếc, được ù mà không hay. Trong không khí vui tươi hớn hở, đầu xuân năm mới lại thắng được cả đống tiền. Về nhà chúc tụng người yêu câu thì đập vào mắt anh Tinh là 999 đóa hồng, đi kèm tấm thiệp siêu to khổng lồ. Hai cái thằng chết tiệt nào dám qua mặt tao, định tán cả ghệ của tao vậy á. Không để anh Tinh chờ lâu, cặp gian phu dâm phụ này cuối cùng cũng đã về để bắt tận tay day tận mặt chúng nó. Anh Tinh trốn dưới gầm giường chờ thời cơ. Hai chết tiệt phịt luôn hay gì, không thể chờ lâu hơn được nữa. Anh Tinh vùng dậy thì ngạc nhiên chưa ông ra, người đàn ông đó lại chính là Jordy. Để tránh bị nghi ngờ, anh Tinh lên giọng quát mắng cô Mẫn dám quyến rũ vợ mình, rồi đuổi Jordy về. Bao công sức trà trộn vẫn chưa thu được kết quả gì. Anh Tinh quyết định đến tận văn phòng của Jordy để kiếm manh mối, nhưng với chiều cao không tỷ lệ thuận với não, với kỹ năng sờ đâu là có biến ở đó, anh Tinh đã góp phần kiểm tra độ tín của hệ thống báo cháy bằng cách phóng hỏa cả văn phòng luôn. Trong khi đó, Jordy nhận được tin đe dọa của best friend anh Tinh về những tấm ảnh mát mẻ của cô với trợ lý. Ai ngờ hành động đó đã góp phần giúp ông ta sớm được lên bảng đếm số. Sau khi anh Tinh phát hiện Jordy đang đến tìm Đại Nhạn, anh bám theo, biết đâu tìm được chứng cứ gì đó. Thì ra tên Đại Nhạn đã điều tra ra được danh tính thật của anh Tinh. Hắn hứa sẽ giúp tiễn vong anh Tinh, đồng thời trả thêm tiền để có được miếng đất vàng của Jordy. Nhưng Jordy từ chối, bổ sung thêm vài lời xúc phạm tạo động lực cho Đại Nhạn tặng cái mỏ hơi hỗn của Jordy một phát tát và lời đe dọa. Không sang thủ tục nhá, thì sẽ được sáng nhất các mặt báo trong 3 ngày tới. Về phía anh Tinh, sau khi vượt được ải của bảo vệ, anh đi vào phòng của Đại Nhạn và phát hiện ra hắn đã bị đâm, đoán rằng chính Jordy đã ra tay. Anh lập tức mở cuộc đua F1 trong thang máy để đuổi kịp vợ. Nhưng khi về nhà mới phát hiện ra Jordy vẫn đang chơi mạt chược với các bạn. Vậy ai là người đã ra tay với Bạch Nhạn đây? Câu trả lời sẽ có ở hồi sau. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Jordy và chồng cũ. Cô trợ lý muốn nói cho anh Tinh biết về bí mật của sếp mình, nhưng lại bị phá ngang. Jordy xuất hiện, kéo theo anh Tinh ra nhảy một bài. Trong lúc nhảy, Jordy đã thừa nhận mình biết thân phận của anh, nhưng cô cảm ơn anh vì đã cho cô sống lại những năm tháng yêu đương ngày trước và hy vọng anh đừng xa cô đêm nay. Từ trong tâm khảm, anh Tinh vẫn luôn nghĩ Jordy là hung thủ, nhưng nó lạ lắm, có gì đó lấn cấn rất khó nói. Đàn em của Đại Nhạn nghĩ anh Tinh cùng vợ đã sát hại đại ca của mình nên đến để xử cả cặp, nhưng từng tên một bị sát hại bởi một kẻ dùng nỏ. Mục tiêu tiếp theo của hắn là anh Tinh. Cảm nhận được nguy hiểm phía sau, anh Tinh liền tung một cú hạ gục hung thủ, nhưng hóa ra chỉ là sếp Lê tìm được hung khí gây án.
Đến khi vào phòng thì phát hiện ra Jordy và cô trợ lý đang giằng co vũ khí mà hung thủ hai vụ án mạng sử dụng. Anh Tinh phải ném điện thoại ngăn cản Jordy làm hại cô gái kia. Như vậy 2 năm rõ 10, Jordy chính là hung thủ. Nhưng những khúc mắc vẫn canh cánh trong lòng anh Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ, anh Tinh lại quay về với cô Mẫn. Tưởng chừng như cả hai sẽ có một đêm mặn nồng sau thời gian xa cách thì bất chợt biến cố xảy ra. Cô Mẫn bị tấn công trong bồn tắm. Hung thủ thực sự đã giả dạng cô nhằm hạ sát anh Tinh ngay trên giường. Danh tính thực của hắn chính là cô thư ký. Vì tình yêu với Jordy mắc thêm cái bệnh thần kinh nên cô ta quyết định hạ sát tất cả những người cản trở tình yêu của bọn họ lẫn gây hại cho Jordy. Mặc dù bị trói chặt vào thành giường nhưng cũng may là đã chuẩn bị trước đó, nên anh Tinh tránh được việc bị đục mấy lỗ thông hơi trên người. Bằng kỹ thuật sử dụng súng bằng chân, anh Tinh bắn hạ được cô ả, kết thúc vụ án, trả lại cuộc sống bình yên cho Jordy.